Mà sợ anh chịu đau không nổi, xuống dưới cái hồ mà đau. Chụp mặt ra mà không đi nặng để lấy bữa nó thành mụn mủ á. Đen. Bên này chắc cố gắng em nha, chuẩn bị hơi đau xíu rồi. Má bữa thì lon nặng lắm. À bạn à bạn. Ủa này lâu lắm á. À. Em nói ly nặng gì? Cứ chỗ này này đi rồi. Hồi xưa chả là hót hót cũng tượng cũng cũng thuộc giận hót bôi trong lớp vì lớp không có đứa nào đẹp trai. Thì dịch Covid em không làm việc thì em phải đóng cửa chứ anh. Vô cái khớp nào mà nó không ra vậy? Ra rồi đó. Nó có nặng bình thường. Này còn nhiều hơn cái hình dưới nữa. Buồn quá. Em không phải em. Con bé em nó hay làm bụng cho chị đó. Ừ? Bé em nó hồi xưa hay làm cho chị. À à bé. À bé tiếng ha, bé nó.